Chúng ta đến trường hợp thứ ba để xác định tâm vận tốc tức thời. Đó là biết phương vận tốc của hai điểm thuộc hình phẳng. Giả sử điểm A có vận tốc, phương vận tốc là VA đây. Điểm B có phương vận tốc VB. Vậy trường hợp này chúng ta sẽ đi tìm tâm vận tốc tức thời. Thì điểm Y là tâm vận tốc tức thời, có nghĩa là lúc này hình phẳng của mình chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Cho nên A cũng quay quanh Y, tức là VA sẽ bằng là AI nhân cho omega. Omega tức là vận tốc góc của tấm này. Cho nên chắc chắn là gì? Chắc chắn Y sẽ nằm trên đường thẳng là vuông góc với VA. Vậy từ A kẻ đường vuông góc với VA thì Y sẽ nằm trên đường thẳng này. Tương tự, điểm Y sẽ nằm trên đường thẳng vuông góc với VB. Cho nên từ B ta kẻ đường vuông góc với VB. Hai đường này cắt nhau tại Y. Y chính là tâm vận tốc tức thời của tấm này. Vậy lúc này tấm này chỉ chuyển động quay quanh Y, mà A quay quanh Y với VA hướng xuống đây thì omega sẽ là cùng chiều kim hồ. Omega là vận tốc góc của tấm. Và các bạn chú ý, vậy là gì? Nếu ta biết phương vận tốc của hai điểm thuộc hình phẳng, ta chỉ kẻ hai đường thẳng vuông góc với hai phương vận tốc, tức là từ A kẻ đường vuông góc VA, từ B kẻ đường vuông góc VB, giao điểm hai đường đó chính là tâm vận tốc tức thời. Đây là một trường hợp thứ ba để xác định tâm vận tốc tức thời nếu biết phương vận tốc của hai điểm thuộc hình phẳng. Chúng ta sẽ áp dụng trong bài toán này. Đó, đây là bài toán cơ bản nhất trong phần cơ cấu. Tại thời điểm theta bằng 30 độ, con trượt A chuyển động qua trái với vận tốc là VA bằng 1.5 m trên giây. Yêu cầu gì? Tìm vận tốc của con trượt B. Con trượt B đây, con trượt B là chuyển động tịnh tiến theo phương đứng. Con trượt A là chuyển động tịnh tiến theo phương ngang. Và thanh AB là chuyển động song phẳng. Yêu cầu là tìm vận tốc con trượt B và vận tốc điểm C. C là trung điểm của thanh AB tại thời điểm đó. Người ta cho AB bằng 2 lần BC, có nghĩa là C là trung điểm của AB. Các bạn chú ý. Vậy trong trường hợp này có 3 vật, tức là con trượt A chuyển động tịnh tiến theo phương ngang, con trượt B chuyển động tịnh tiến theo phương đứng, và thanh AB là chuyển động song phẳng. Và cho vận tốc con trượt A, yêu cầu tìm vận tốc con trượt B và vận tốc điểm C là trung điểm của thanh AB. Vậy trong bài toán này thì thanh AB chuyển động song phẳng. Vậy là gì? Chúng ta đã thay vì vẽ A, vẽ con trượt A, vẽ con trượt B thì vẽ thanh AB, chúng ta chỉ cần vẽ đường thẳng AB thôi. Đó, A có vận tốc là VA bằng 1.5 m trên giây đây. Tại thời điểm AB tạo phương ngang góc theta bằng 30 độ, yêu cầu tìm vận tốc điểm B và vận tốc điểm B chứ là vận tốc con trượt B á, và vận tốc điểm C là trung điểm của thanh AB. Đó. Vậy chúng ta sẽ áp dụng phương pháp gọi là tâm vận tốc tức thời. Thanh AB để chuyển động song phẳng có Y là tâm vận tốc tức thời. Y là tâm vận tốc tức thời của thanh AB. Vậy Y nằm ở đâu? Vậy trường hợp này rõ ràng gì? Tại A có vận tốc VA nằm ngang qua trái. Vậy từ A ta kẻ đường vuông góc với VA thì điểm Y sẽ nằm trên đường vuông góc này. Đó. Tương tự tại B, B là thuộc con trượt B mà con trượt B là chỉ nằm tịnh tiến theo phương đứng. Vậy tại B, vận tốc VB phải là theo phương đứng. Các bạn chú ý, vì con trượt B là chỉ nằm tịnh tiến theo phương đứng mà, cho nên vận tốc điểm B là vừa thuộc thanh AB vừa thuộc con trượt B chính là VB theo phương đứng. Vậy tại B kẻ đường vuông góc với VB tức là đường nằm ngang. Đó, hai đường này cắt nhau tại Y đây. Y chính là tâm vận tốc tức thời của thanh AB. Có nghĩa là gì? Lúc này thanh AB chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Các bạn chú ý, Y là tâm vận tốc tức thời của thanh AB. Vậy có nghĩa là lúc này là gì? Thanh AB chuyển động quay quanh Y. Rồi. Vậy là A quay quanh Y với vận tốc VA để cho. Vậy từ chiều vận tốc VA chúng ta xác định được chiều của omega AB. Các bạn chú ý, Y là tâm vận tốc tức thời của thanh AB. Có nghĩa là lúc này thanh AB chỉ quay quanh Y thôi. Mà A quay quanh Y với VA này thì omega AB vẽ tại Y sẽ là gì á? Cùng chiều kim hồ. Các bạn chú ý, từ chiều VA chúng ta suy ra được chiều omega AB. Đó, tức là ta vẽ omega AB tại Y cho dễ hình dung. Tức là gì? Y là tâm vận tốc tức thời của thanh AB. Có nghĩa là lúc này thanh AB chuyển động quay quanh Y. Mà A quay quanh Y với VA qua trái thì omega AB á, là phải sao á? Cùng chiều kim hồ. Đó. Từ chiều omega AB, tức là AB quay quanh Y với omega AB cùng chiều hồ. Vậy B quay quanh Y với omega AB cùng chiều hồ này. Vậy VB phải hướng gì á? Hướng xuống. Các bạn chú ý, VB phải là hướng xuống. Tức là từ chiều omega AB suy ra chiều VB. Đó, các bạn chú ý. Từ chiều VA chúng ta suy ra được chiều omega AB. Từ chiều omega AB chúng ta suy được chiều của VB. Có nghĩa là lúc này con trượt B chuyển động đi xuống.
và thanh AB đang quay là cùng chiều kim đồng hồ. Đó, tức là mỗi điểm trên thanh AB lúc này chỉ chuyển động quay quanh quanh Y. Vậy tìm trung điểm C của thanh AB. Vậy vận tốc điểm C tôi nối CI. Vậy CI là quay quanh quanh Y. Vậy với omega AB đây thì VC hướng gì? Hướng xuống. VC vuông góc với CI và hướng xuống. Đó, tức là mỗi điểm trên thanh AB lúc này chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Rồi. Vậy chúng ta sẽ có là VA bằng gì? Bằng AI nhân cho omega AB. VB bằng BI nhân omega AB và VC cũng bằng CI nhân omega AB. Có nghĩa là gì? Lúc này thanh AB chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Tức là ta đưa bài toán chuyển động song phẳng vì bài toán quay quanh tâm vận tốc tức thời. Đó. Vận tốc dài sẽ bằng bán kính nhân cho vận tốc góc. Từ đây chúng ta có thể rút ra gì? Omega AB bằng VA chia AI bằng VB chia BI bằng VC chia CI. CI chúng ta có tỷ số VA chia AI, tức là vận tốc dài chia cho bán kính bằng vận tốc góc. Để yêu cầu là tìm vận tốc con trượt B tức là VB và tìm vận tốc trung điểm C tức là VC, không cần tìm omega AB. Vậy chúng ta đã có VA rồi, VA bằng 1.5 m trên giây rồi. Vậy chúng ta có thể suy ra VB từ tỷ số này. Vậy là VB sẽ bằng cái gì? BI chia cho AI nhân VA. BI đây, BI là đoạn ngang và AI là đoạn đứng. Các bạn chú ý, góc này 30 độ. Vậy là tan 30 độ bằng gì? Tan lấy đối, đối chính là AI chia kề, kề chính là BI. Vậy BI chia AI chính là 1 chia tan 30. Các bạn chú ý. Vậy cái này sẽ bằng VB sẽ bằng gì? VA chia cho tan 30. Đó, các bạn chú ý nha. Tan 30 độ bằng đối, đối tức là AI chia kề, kề là BI. Tan là AI chia BI. Vậy BI chia AI ngược lại chính là 1 chia tan 30. Vậy VA chúng ta có rồi, 1.5 m trên giây. Tan 30 thế vô, chúng ta bấm máy tính được 2.598 đơn vị là mét trên tiền giây. Rồi, cũng từ tỷ số này chúng ta suy ra được VC thông qua VA có rồi. Vậy VC bằng gì? VC bằng là CI chia cho AI nhân cho VA. Và các bạn chú ý, C là trung điểm của AB, cho nên CI sẽ bằng AC, mà AC là một nửa của AB, tức là 150. Còn AI đây, AI là đối trong tam giác vuông đây, thì AI chính là đối góc 30, tìm sin lấy đối chiều huyền. Vậy đối bằng huyền nhân sin, huyền là AB, tức là gì? AI này, AI sẽ bằng là AB nhân sin 30, AB là 300, sin 30. Và VA tính được là VA để cho là 1.5 và chúng ta suy ra được là VC bằng 1.5 mét trên giây. Vậy chúng ta đã tìm được vận tốc điểm C là trung điểm của thanh AB và vận tốc con trượt B chính là vận tốc điểm B của thanh AB. Đó, các bạn chú ý. Trong trường hợp này chúng ta biết hai phương vận tốc VA và VB, chúng ta sẽ tìm vận tốc tức thời bằng cách kẻ hai đường vuông góc với hai phương vận tốc. Đây là bài toán cơ bản nhất trong cơ cấu. Đó. Từ đây chúng ta sẽ áp dụng cho trường hợp là gì? Tay quay con trượt hay là bốn khâu bản lề. Vậy chúng ta sẽ có ví dụ tiếp theo là cơ cấu tay quay con trượt. Đây, trường hợp này là gì? Thanh AB là chuyển động quay quanh A. Con trượt C là chuyển động tĩnh tiến theo phương đứng. Đó, vậy là thanh BC của mình sẽ là chuyển động song phẳng. Người ta nói gì? Khi cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. Hình vẽ có nghĩa là AB tạo phương ngang góc 60 độ, BC tạo phương ngang góc 30 độ. Thì con trượt C đang chuyển động đi xuống với vận tốc là VC bằng 2 m trên giây. Đó, con trượt C đang chuyển động đi xuống với vận tốc VC 2 m trên giây. Yêu cầu gì? Xác định vận tốc góc của hai thanh AB và BC tại thời điểm đó. Đó, đây là cơ cấu tay quay con trượt. Tức là gì? Cho chuyển động con trượt C, tìm vận tốc góc của hai thanh AB và BC. Thì nhận xét này, thanh AB chuyển động quay quanh A. Con trượt C chuyển động tĩnh tiến theo phương đứng, lên xuống theo phương đứng. Và thanh BC là chuyển động song phẳng, tức là vừa quay vừa tĩnh tiến. Tại thời điểm nhìn vẽ, yêu cầu tìm vận tốc góc của hai thanh AB và BC. Thì thay vì vẽ cơ cấu tay quay trượt này, chúng ta chỉ cần vẽ 3 điểm ABC thôi. A, B, BC. AB tạo phương ngang góc 60 độ, BC tạo phương ngang góc 30 độ. Vậy có nghĩa là AB vuông góc với BC. Các bạn chú ý, trường hợp này AB vuông góc BC. Và C có vận tốc đi xuống, phương đứng là VC bằng 2 mét trên giây. Rồi. Thì các bạn chú ý ha, thanh BC là chuyển động song phẳng. Mình có vận tốc VC rồi. Vậy từ C kẻ đường vuông góc VC, Y là tâm vận tốc tức thời của BC này, giờ đi tìm điểm Y. Các bạn chú ý, Y là tâm vận tốc tức thời BC, giờ tìm điểm Y. Vậy từ C kẻ đường vuông góc VC, đường này nằm ngang. Các bạn chú ý. Rồi. Tại B, B có hai điểm B, một là B thuộc BC, hai là B thuộc gì? Thuộc AB. Mà nếu điểm B thuộc AB là chuyển động gì? AB quay quanh A. Cho nên VB sẽ là vuông góc với
với AB. Các bạn chú ý, AB là tới quay, AB là quay quanh A, cho nên VB là vuông góc với AB. Vậy VB nằm dọc theo BC vì BC vuông góc AB. Đó. Vậy đường vuông góc VB chính là tay quay AB kéo dài. Các bạn chú ý. Vậy nếu gặp tay quay đó, AB là tay quay thì đường vuông góc với vận tốc VB chính là kéo dài tay quay AB. Đó. Hai đường này cắt nhau tại Y, Y chính là tâm vận tốc tức thời của thanh BC. Đó, các bạn chú ý ha. Kẻ hai đường vuông góc với hai phương vận tốc tại C nè, vận tốc vuông đứng là VC thì kẻ đường vuông góc VC chính là đường nằm ngang. Tại B, B thuộc thanh AB là AB quay quanh A, cho nên đường vuông góc VB chính là tay quay AB kéo dài AB. Đó, hai đường này cắt nhau tại Y, Y chính là tâm vận tốc tức thời của thanh BC. Có nghĩa là lúc này thanh BC của mình chỉ chuyển động quay quanh tâm vận tốc tức thời Y thôi. BC này chỉ chuyển động quay quanh Y thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu từ C. BC quay quanh Y mà VC hướng xuống đây, tức là C quay quanh Y với VC hướng xuống. Vậy omega BC tức vậy tại Y này sẽ là chiều nào các bạn? Sẽ là cùng chiều kim đồng hồ omega BC đây. Tức là từ chiều VC, các bạn chú ý, CI quay quanh Y với VC này thì omega BC sẽ là cùng chiều hồ. Rồi, BC quay quanh Y cho nên BI sẽ quay quanh quanh Y. B quay quanh Y với omega BC chiều này thì VB sao đây? VB sẽ là vuông góc với BI là chiều hướng gì á? Hướng xuống. Đó các bạn chú ý. Đó, VB là vuông góc BI và chiều hướng xuống, tức là từ chiều VC chúng ta suy ra được là chiều của omega BC, từ chiều omega BC suy ra được chiều của VB. Các bạn chú ý. Thì VB này chính là gì? Là vận tốc của B thuộc BC mà quay quanh quanh Y. Ngoài ra B còn thuộc gì? Thuộc AB. Mà AB quay quanh A với VB này thì omega AB sẽ là gì á? Cùng chiều kim đồng hồ. Đó. Vậy đi yêu cầu là tìm vận tốc góc của hai thanh AB và BC, cho nên chúng ta sẽ tìm cả gì? Độ lớn và chiều. Tức là gì? Lúc này thanh BC đang quay cùng chiều kim đồng hồ với omega BC đây. Thanh AB quay quanh A cùng chiều kim đồng hồ với omega AB đây. Các bạn chú ý, B sẽ có hai điểm B. Một là B thuộc thanh BC là B quay quanh Y. Còn nếu B mà thuộc thanh AB chính là B quay quanh quanh A, có chiều VB suy ra chiều omega AB. Đó. Từ đây chúng ta sẽ có gì? VC bằng CI nhân cho omega BC. VB sẽ bằng là BI nhân omega BC. Vì sao? Vì lúc này thanh BC là quay quanh Y, nhưng vận tốc dài sẽ bằng bán kính nhân vận tốc góc. Ở đây chúng ta đã có VC rồi. Từ đây chúng ta có thể tìm được gì? Omega BC. Đó, suy ra omega BC bằng VC chia cho CI. Mà VC bằng 2 mét trên dài, CI đây, CI cạnh ngang, trong khi đó chúng ta có là gì? Chiều dài BC bằng 1 mét, vậy góc này 30 độ, chúng ta đi tìm gì? Tìm CI đây, là gì? CI là cạnh huyền góc 30, còn BC là cạnh kề góc 30, vậy kề huyền là gì? Cosin lấy kề, kề đây, kề là BC, chia huyền là CI, vậy CI sẽ bằng là gì? BC chia sin 30, tức là BC bằng 1. Sin 30, bằng cos 30 á, cosin lấy kề chia huyền mà. Cosin lấy kề, kề là gì? Kề là BC chia huyền là CI. Các bạn chú ý, cho nên CI sẽ bằng là BC mà chia cho cos 30, BC bằng 1 mét chia cos 30 ra. Vậy chúng ta sẽ được là 1.732 đơn vị radian trên tiền dài. Và chúng ta tính được omega BC. Sau khi tính được omega BC rồi, chúng ta sẽ tính được gì? Omega AB thông qua tìm VB. Chúng ta thí vô VB ở đây. Đó. Vậy là VB sẽ bằng gì? VB sẽ bằng là BI nhân cho omega BC. Đây là điểm B thuộc BC, các bạn chú ý. Công thức tính vận tốc này chính là điểm B mà thuộc BC. Mà thanh BC là quay quanh Y, cho nên VB sẽ bằng BI nhân omega BC. Ngoài ra điểm B còn thuộc thanh AB. Điểm B này còn thuộc thanh AB. Mà AB là quay quanh quanh A, cho nên VB này cũng bằng gì? Bằng AB nhân cho omega AB. Được chưa? Vậy từ đây chúng ta suy ra được omega AB. Omega AB. Omega B bằng gì? Omega B bằng BI nhân omega BC chia cho AB. Omega BC chúng ta tính được rồi. BI đây. BI là đối của góc 30. Còn mình có BC là kề. Tìm tan lấy đối chia kề. Đối bằng kề nhân tan. Tức là đối là BI bằng kề là BC nhân tan 30. Tức là 1 nhân tan 30. Omega BC tính được là 1.732. AB chiều dài để cho là 0.5 mét. Và chúng ta tính được là bằng 2 radian trên giây. Và chúng ta đã tìm được độ lớn và chiều của các vận tốc góc của hai thanh AB và BC. Và các bạn chú ý là gì? Đây là trường hợp này là gì? Biết hai phương vận tốc của hai điểm thuộc thanh BC, thanh chiếu đồng song phẳng á, và chúng ta sẽ tìm được là gì ạ?
cho chuyển động của con trượt C, tìm được vận tốc gốc của AB và BC. Ví dụ tiếp theo, đây cũng là cơ cấu tay quay con trượt ở vị trí như hình vẽ. AB là quay quanh A. Con trượt C chuyển động tĩnh tiến theo phương đứng, lên xuống theo phương đứng, thì thanh BC của mình sẽ là chuyển động song phẳng. Khi cơ cấu ở vị trí như hình vẽ, có nghĩa là AB nằm ngang, BC tạo phương ngang góc 30 độ. Tay quay AB có vận tốc gốc là omega AB cùng chiều hồ đây bằng 2 radian trên giây. Đơn vị này xin lỗi các bạn là 2 radian trên giây ha. Yêu cầu gì? Xác định vận tốc gốc của thanh BC và vận tốc của con trượt C tại thời điểm đó. À, vậy trường hợp này cho chuyển động của thanh AB, tìm vận tốc gốc của thanh BC và vận tốc của con trượt C. À, cũng sử dụng phương pháp thứ hai là gọi là phương pháp tâm vận tốc tức thời. Thì rõ ràng gì? Rõ ràng bắt đầu từ chuyển động của thanh AB. Thanh AB chuyển động quay quanh thanh AB này, chuyển động quay quanh A. Cho nên chúng ta sẽ có là VB sẽ bằng AB nhân omega AB. AB bằng 0.6, omega AB bằng 2 sẽ bằng 1.2 mét trên giây. Và VB là vuông góc với AB, omega AB cùng chiều hồ, cho nên VB hướng xuống. Vậy điểm B có hai điểm B, một B là thuộc AB, hai là thuộc BC, và hai điểm B này có cùng vận tốc là VB. Đó. Rồi, thanh BC chuyển động song phẳng có vận tốc VB rồi. Biết phương vận tốc VC rồi, VC là con trượt C tĩnh tiến theo phương đứng, cho nên VC là theo phương đứng. Vậy chúng ta biết hai phương vận tốc, chúng ta áp dụng phương pháp gọi là gì ạ? Tìm tâm vận tốc tức thời. Vậy BC có tâm vận tốc tức thời tại đâu? Tại Y. Bằng cách gì? Tại B kẻ đường vuông góc với VB, VB đứng, cho nên đường vuông góc VB là đường nằm ngang. Rõ ràng gì? Rõ ràng VC là theo phương đứng, vì con trượt C chỉ đồng tĩnh tiến theo phương đứng. Cho nên đường vuông góc VC chính là đường nằm ngang, vuông góc VC là đường nằm ngang. Vậy rõ ràng gì? Hai đường vuông góc với hai phương vận tốc, các bạn thấy chưa? Là hai đường này sao đấy? Song song với nhau. Song song với nhau. Các bạn thấy chưa? Trường hợp này đặc biệt là gì? Là VB ai? VB phương đứng, đường vuông góc VB là đường nằm ngang. VC là phương đứng, đường vuông góc với VC đường nằm ngang luôn. Hai đường này là song song với nhau. Vậy thanh BC là chuyển động song phẳng, có tâm vận tốc tức thời tại vô cùng. Tức là hai đường thẳng này song song với nhau, cho nên tâm vận tốc tức thời Y tại vô cùng. Mà chúng ta biết tỷ số gì đây? Lấy vận tốc dài chia bán kính ra vận tốc gốc. Tức là gì? VB chia BI bằng VC chia CI bằng omega BC. Mà Y ở vô cùng, cho nên kích thước này là vô cùng. BI bằng vô cùng, CI bằng vô cùng nè. Vậy một số mà chia vô cùng thì omega BC bằng mấy? Bằng 0. Vậy trong trường hợp đặc biệt này là omega BC bằng 0. Tức là thanh BC tại thời điểm đang xét là không quay. Không quay. Và vì omega BC bằng 0 cho nên thanh AB, thanh BC sao á? Không quay mà chuyển động tĩnh tiến tức thời. Có nghĩa là gì? Mỗi điểm trên thanh BC có vận tốc giống nhau bằng vận tốc điểm biến điểm B. Cho nên VC sẽ bằng VB bằng 1.2 m trên giây. Các bạn chú ý. Và do VB hướng xuống cho nên VC cũng hướng gì á? Hướng xuống luôn. Đây là một trường hợp đặc biệt khi xác định tâm vận tốc thời. Vậy trường hợp này là gì? Nếu thanh BC, trường hợp này BC chuyển động song phẳng có tâm tận vận tốc tức thời tại vô cùng. Thì trường hợp này là omega BC sẽ bằng gì? Bằng 0. Và mỗi điểm trên thanh BC có vận tốc giống nhau. Đó, BC bằng VB bằng 1.2 mét trên giây. Các bạn chú ý. Vậy ý nghĩa của omega BC bằng 0 nghĩa là sao? Tức là gì? Cái thanh BC này nó sẽ lắc là gì? Có trường hợp là gì? Trường hợp là lắc cùng chìm hồ. Trường hợp là gì? Lắc ngược chìm hồ. Vậy tại vị trí mà sao? Thanh BC đảo chiều quay. Tức là góc chết á. Tức là gì? Thanh BC lúc này sẽ là góc 30 độ, là góc lớn nhất nó có thể quay á. Yeah. Thì trường hợp này khi tại vị trí góc chết này thì thanh BC đảo chiều quay, cho nên vận tốc góc của nó bằng 0. Tức là tức thời tại điểm đó thôi. Thời điểm khác nó sẽ có vận tốc khác. Đó, đây là một trường hợp đặc biệt. Rồi. Chúng ta cũng xét một trường hợp đặc biệt nữa. Là cũng là cơ cấu tay quay con trượt, là thanh AB là quay quanh A với vận tốc góc omega AB để cho 12 radian dài. Yeah. Con trượt C là chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang, thì thanh BC sẽ là chuyển động song phẳng. Trường hợp đặc biệt là ABC là ba điểm thanh hà. Yêu cầu gì? Xác định vận tốc gốc của thanh truyền BC và vận tốc của bích tâm C tại thời điểm đó. Thời điểm ba điểm nằm ngang này, ABC là thẳng hàng nằm ngang. Vậy chúng ta cũng bắt đầu từ chuyển động của thanh AB. Vậy thanh AB là quay quanh A với vận tốc gốc là omega AB. Vậy chúng ta sẽ tính được VB bằng AB nhân omega AB. Đó, AB là 0.6, omega AB 12 là 7.2 m trên giây. Và VB sẽ vuông góc AB và chiều hướng xuống do omega AB cùng chiều hồ. Đó,
Đấy chính là vận tốc điểm B thuộc AB, cũng chính là vận tốc điểm B thuộc B, BC. Rồi, thanh BC là chuyển động song phẳng các bạn. Thanh BC này là chuyển động song phẳng. Đó, giờ tìm tâm vận tốc tức thời của nó. Vậy tại B chúng ta kẻ đường vuông góc với VB, chính là đường nằm ngang. Đó. Rồi điểm C. Điểm C vừa thuộc thanh BC vừa thuộc bích tông C. Mà bích tông C là chuyển động tĩnh tiến theo phương ngang, cho nên VC phải là phương ngang. Vậy đường vuông góc VC chính là đường đứng. Các bạn chú ý. Vậy đường vuông góc VB là đường nằm ngang, đường vuông góc VC đường đứng. Hai đường này cắt nhau tại C. Vậy Y chính là trùng tại C luôn. Các bạn chú ý. Vậy trường hợp này tâm vận tốc tức thời của thanh BC là nằm tại Y, Y trùng với C luôn. Và vì Y trùng với C cho nên lúc này thanh BC chỉ quay quanh Y thôi. BC này, BC chỉ nằm song phẳng có tâm vận tốc tức thời tại Y. Các bạn chú ý. Cho nên lúc này thanh BC quay quanh Y thôi. Vì C trùng với Y cho nên từ đây suy ra được VC bằng 0. VC bằng 0. Đó, tức là gì? Tức là bích tông C đang có vận tốc bằng 0. Và điểm B lúc này là quay quanh Y. Mà B quay quanh Y cho nên VB sẽ là bằng gì ạ? Bằng BI, chính là bằng BC nhân omega B, BC. Vậy từ đây suy ra omega BC bằng VB chia cho B, BC. Mà VB bằng 7.2 chia cho BC. BC đây 1.2. Vậy bằng 6 radian trên giây. Đó. Vậy chúng ta tìm được vận tốc góc của thanh BC. Và BC là quay quanh C với VB này. Thì omega BC là ngược chiều kim đồng hồ. Đó. Vậy chúng ta tìm được gì? Vận tốc góc của thanh BC là bằng 6 radian trên giây, là ngược chiều hồ. Và vận tốc của bích tông C tức là bằng 0. Thì tại sao bằng 0? Tức là bích tông C chuyển động tĩnh tiến qua lại theo phương ngang. Vậy tại thời điểm đang xét này là điểm chết qua phải. Có nghĩa là gì? Tại thời điểm này thì bích tông C sẽ đảo chiều chuyển động, tức là đang chuyển động qua phải, giật về chuyển động qua trái. Thì cái tại điểm chết này sẽ có vận tốc bằng 0, tức là đang đảo chiều chuyển động, các bạn chú ý. À, vậy trong trường hợp này ha, là trường hợp đặc biệt là gì? Là tâm vận tốc tức thời Y trùng với điểm C này luôn. Đó, các bạn chú ý. Vậy là chúng ta đã tìm được gì? Vận tốc góc của thanh BC. Đó, ra tìm được là gì? Vận tốc điểm C. Đây là trường hợp đặc biệt thứ 2.